Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican Xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ bảy 11 tháng 5 sau phần tin tức và một suy niệm lời chúa trong một học cùng các thánh chúng tôi sẽ trình bày tiểu sử các thánh tử đạo An Tường Vinh Sơn Tương Đam Minh Mạo Đam Minh Nhi Đam Minh Nguyên và đa. tiếp đến chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài chung quanh kết quả của Ủy ban nghiên cứu về các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển trình bày tin tức. Roma, lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 9 tháng 5, tại Đền thờ Thánh Doan Laterano, Đức Thánh Cha đã gặp các thành phần dân chúa của giáo phận Roma, tức là giáo phận của Ngài. Chủ đề của cuộc gặp gỡ lần này là Ký ức và Hòa giải. Đức Thánh Cha đã gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân và ngài đã phát biểu ứng khẩu sau khi nghe một linh mục nói về tình hình của giáo phận Roma trong nhiều năm qua đã trở thành vùng đất truyền giáo với các giáo sứ được sử dụng như là các nhà phân phối bí tích và các linh mục giảm sút chỉ còn là các quản trị viên. Sau đó, có những chứng từ của một phụ nữ trẻ, một cặp vợ chồng và cha Benoni Ambarus, giám đốc Caritas Roma, đã nói về vấn đề nghèo đói đang ảnh hưởng đến một nửa dân số thủ đô. Đó là một thực tế làm chảy xước bên trong. Từ những phản ánh trên, Đức Thánh Cha đã đề cập đến vấn đề liên quan đến các cuộc bạo loạn mới đây ở ngoài ô Roma. đã nói lên thực tế rằng trong nhiều khu phố của Roma có cuộc chiến giữa những người nghèo, phân biệt đối xử, bài ngoại và thậm chí là phân biệt chủng tộc. Đức Thánh Cha nói hôm nay tôi đã gặp 500 người Rome tại Vatican và tôi nghe thấy những điều đau đớn, sự bài ngoại. Hãy cẩn thận vì hiện tượng văn hóa thế tục, ít nhất là ở châu Âu, của chủ nghĩa dân túy đang lớn dần và đang gieo rắc nỗi sợ hãi. Do đó, có một lời cảnh báo, khốn cho những kẻ coi thường người khác và coi thường những người nhỏ bé. Ta chỉ được phép nhìn từ trên cao xuống khi giúp đỡ người khác vươn lên, nhưng những khi khác thì không được làm như thế không có gì biện minh cho sự khinh miệt của chúng ta. Ai không khiêm nhường mà lại khinh miệt thì sẽ không bao giờ là người loan báo tin mừng tốt, bởi vì họ sẽ không bao giờ nhìn thấy xa hơn những vẻ bề ngoài. Đức Thanh Cha nói, cám dỗ đầu tiên có thể đến sau khi lắng nghe tất cả những khó khăn hiện tại. Đó là chúng ta phải sắp xếp lại thành phố, sắp xếp lại giáo phận, đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, sắp đặt trật tự nhưng điều này là nhìn vào mình. Vâng, mọi thứ sẽ được sắp xếp lại, và chúng ta sẽ có thể sắp đặt đâu vào đấy một bảo tàng giáo hội của thành phố. Điều này có nghĩa là thuần hóa mọi sự. Những người trẻ, trái tim mọi người, gia đình, làm mọi sự đều đặn, mọi thứ hoàn hảo. Đó sẽ là tội lớn nhất của tinh thần thế tục, đi ngược với tin mừng. Đức Thanh Tra nói, đây không phải là vấn đề sắp xếp lại, hôm nay chúng ta được mời gọi giữ sự trong trên. Chúng ta không thể làm điều gì đó tốt theo tin mừng nếu chúng ta sợ sự trong trên. Chúng ta phải đưa tay cầm lấy nó. Đây là những gì Chúa nói với chúng ta bởi vì tin mừng là một giáo thuyết trong trên. Hãy nắm lấy các mối phúc. Chúng xứng đáng là giải thưởng Nobel của sự trông trên. Đức Thánh Trà Francisco cảnh báo trước nguy cơ có một giáo phận đẹp về chức năng Ngài đưa ra ví dụ của một giáo phận có tất cả mọi thứ được chức năng hóa. Tòa nhà này, tòa nhà khác, với năm sáu chuyên gia học hành đủ loại, có nhiều nhân viên hơn cả Vatican. Và giáo phận đó, Ngài nói, tôi không muốn nhắc tên, ngày càng đi xa Chúa Giêsu vì nó tôn thờ sự hài hòa. Đó không phải là đẹp mà là thế giới chức năng. Giữa những tiếng vỗ tay của những người tham dự, Đức thánh cha kêu gọi chúng ta phải biết lắng nghe tiếng kêu của giáo phận và sống với trái tim, chứ không phải với những ý tưởng, kế hoạch mục vụ, tính hiếu kỳ, giải pháp làm sẵn. Nguy cơ rất nghiêm trọng đó là trở thành một giáo hội điếc trước tiếng khóc của người dân, điếc không nghe tiếng kêu của thành phố. Và Đức Thánh Cha nhắc nhớ đến bài phát biểu của Ngài trước Hội nghị Giáo hội Toàn quốc năm 2015 tại Firenze. Ngài nói đến chủ đề khiêm nhường Việc cải cách giáo hội bắt đầu bằng sự khiêm nhường nhờ được sinh ra và lớn lên bằng sự hạ mình. Đức Thánh Cha nhắc, do đó, nhiều người làm phụng vụ sai, họ không học cách sông hương tốt. Thay vì sông hương cho Chúa, họ tự xông hương mình. Đức Thánh Cha cũng chống lại thói tính tự yêu mình hay tự quy chiếu. Và đối với các linh mục ngài khuyên, không nên bị ám ảnh bởi số ít con cừu còn lại trong chuồng. Đức Thánh Cha kết luận, có nhiều người bỏ vai trò mục tử của mình để trở thành những người trông nom, trải chuốt cho những con cừu xinh đẹp và dành hết thời gian cho chúng. Vatican, lúc 11 giờ 45 ngày mùng 10 tháng 5, Đức Thánh cha Francisco đã gặp khoảng 900 tham dự viên hội nghị toàn thể lần thứ 21 Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ. Ngài đã trao cho các tham dự viên bài huấn dụ của ngài. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập đến đời sống thánh hiến đang trải qua thời kỳ tế nhị và khó khăn. Ngài viết, đối diện với sự suy giảm về số lượng ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi nữ, chúng ta dễ bị cám dỗ, chán nản, cam chịu hoặc kiêu căng kiểu hồi xưa thế này, hồi xưa thế khác. Tôi nhắc lại một cách mạnh mẽ những gì tôi đã nói trong những dịp khác. Đừng sợ ít, nhưng phải sợ không còn là ánh sáng soi cho những người đang đắm chìm trong đêm tối của lịch sử đừng sợ thú nhận với lòng khiêm nhường và với niềm tin lớn lao và tình yêu Thiên Chúa và về sự yêu đuối của mình. Nhiều người đang cần đến những nụ cười thân thiện của các nữ tu để giúp họ tự tin trở lại. Không bao giờ nhượng bộ trước cám dỗ trở thành đội quân khép kín. Đời tu được đánh dấu bằng sự hiện diện, phục vụ, khiêm tốn và kín đáo, được linh hoạt bằng cầu nguyện. Cầu nguyện, ngợi khen và tôn thờ không phải là lãng phí thời gian, Càng gắn kết với Chúa, chúng ta sẽ càng gần với nhân loại, đặc biệt là với nhân loại đau khổ. Chúng ta chỉ có thể biết các công trình của Chúa thực hiện cho chúng ta khi chúng ta để đôi mắt và con tim hướng về Chúa, chiêm ngưỡng khuôn mặt và lắng nghe lời của Ngài. Đức Thính Trà viết, Đời sống huynh đệ trong cộng đồng là một trong những giá trị thiết yếu của đời sống tu trì. Tôi thấy rất vui về những thành tựu to lớn đã đạt được trong chiều hướng này. Tuy nhiên, tôi cũng lo ngại rằng có những học viện đa văn hóa và quốc tế không được coi là sự phong phú mà là một mối đe dọa. Với những xung đột thay vì cho thấy khuôn mặt thật của giáo hội và đời sống tu trì thánh hiến. Đức thánh trà cũng lo lắng về những xung đột thế hệ khi những người trẻ không thực hiện được ước mơ của người già và những người lớn tuổi không biết cách chấp nhận lời tiên tri của người trẻ. Cuối cùng, Đức thánh trà khuyến khích hãy nuôi dưỡng niềm đam mê với Chúa Kitô và niềm đam mê đối với con người. Không có niềm đam mê với Chúa Kitô và với nhân loại thì không có tương lai cho đời sống tu trì và thánh hiến. Myanmar, thống nhất và thấu hiểu. Đó là lời kêu gọi của bà Aung San Suu Kyi, Ủy viên Hội đồng Nhà nước và các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Myanmar tại Diễn đàn về Hòa giải Dân tộc. Sự kiện được tổ chức bởi Hội các tôn giáo vì hòa bình diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 vừa qua. Các tham dự viên đã thảo luận năm đề tài: giáo dục trách nhiệm của phụ nữ và người trẻ, xây dựng sự hiệp nhất giữa các nhóm dân tộc khác nhau của đất nước, nhìn nhận tầm quan trọng của các niềm tin khác nhau, các vấn đề đang diễn ra tại Kachinê. Tại Myanmar, Phật giáo chiếm 90% dân số, có nhiều cuộc xung đột xảy ra giữa các cộng đồng tôn giáo ở Kachinê bạo lực giữa các Phật tử và người Hồi giáo giữa quân đội với nhau. Tất cả những điều này làm cho tình trạng của các Kitô tô hữu thiểu số thêm khó khăn. Tại diễn đàn, Ủy viên Hội đồng Nhà nước đã có một bài phát biểu. Trong đó, bà nói, tôi ước mong có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các chủng tộc và các tôn giáo. Điều này sẽ giúp cải thiện hòa bình và sự ổn định, ngăn ngừa xung đột tôn giáo. Cần phải giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi sự thù hận để tái hồi phục cùng nhau tham gia và cụm vào cộng tác và việc xây dựng đất nước. Ông Anha Uza Win, người đứng đầu Trung tâm Hồi giáo Myanmar tuyên bố, vào thời điểm này khi mà sự kích động hận thù tôn giáo lan rộng, hơn bao giờ hết xã hội của chúng ta cần hòa bình, các vị lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm sửa sai những ai có hành vi không đúng. Đức Hồng Y Sạc Maumpo, Tổng giám mục Rangon bảo đảm rằng, Tổ chức các tôn giáo sẽ tiếp tục làm việc để có được hòa bình. Chính vì thế, dự kiến sẽ có một diễn đàn tiếp theo vào tháng 11. Cha Joseph Muamwin, tổng thư ký của tổ chức các tôn giáo vì hòa bình, và giám đốc Caritas Tổng giáo phận Rangon nói với hãng tin Asia News: "Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy chính quyền có nhiều nỗ lực trong việc chống lại các ý thức hệ kích động thù hận." Tôn giáo không phải là vấn đề, nhưng là giải pháp. Trước đây chính quyền lạm dụng tình cảm tôn giáo, nhưng ngày nay chúng tôi chứng kiến một hiện tượng mới, các vị lãnh đạo các tôn giáo trở thành những người có ảnh hưởng và quan trọng trong quá trình hòa giải. Theo Cha có một mối liên hệ trực tiếp giữa tiến trình của đất nước và chuyến tông du lịch sử của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Myanmar. Cha nói, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, các hoạt động của chúng tôi đã gia tăng. Hiện nay chính phủ cho chúng tôi nhiều cơ hội hơn để đóng góp cho hòa bình. Trước đây chúng tôi không thể hoạt động trong các khu vực xung đột. Nhưng hiện nay tổ chức các tôn giáo vì hòa bình và tổ chức liên tôn hiện diện ở một số khu vực đang có vấn đề nhất như ở Cain, Rakhine. Vatican Sáng mùng 10 tháng 5, Đức Thiên Cha gặp các thành viên Quỹ Giáo Hoàng trong chuyến hành hương Roma Đức Thánh Cha cảm ơn quỹ trong những năm qua đã đóng góp nhiều cho việc thúc đẩy tình huynh đệ và hòa bình. Ngài nói, qua sự hỗ trợ của anh chị em cho các dự án giáo dục, từ thiện và tông đồ khác nhau, cũng như các học bổng dành cho giáo dân và linh mục tận hiến, anh chị em đã làm chứng cho sự chăm sóc không biết mệt mỏi của giáo hội cho gia đình nhân loại. Quỹ giáo hoàng được thành lập từ năm 1988 từ mong ước của các giáo sĩ và giáo dân công giáo Hoa Kỳ muốn hỗ trợ cho Đức Thánh Cha trong việc phục vụ giáo hội và xã hội. Quỹ đóng góp hàng năm cho các việc từ thiện và các dự án tông đồ khác của Đức Thánh Cha. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Thánh vịnh 23 là một thánh vịnh rất quen thuộc và được yêu thích. Thiên Chúa được ví như vị mục tử chăm sóc, lo lắng và bảo vệ dân người. Dân Chúa cảm nghiệm được tình yêu thương nhân hậu của Chúa. Chúa là mục tử chăm dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, giàu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Thiên Chúa được xem là mục tử của dân Israel. Các sách ngôn sứ và tập thánh vịnh đã diễn tả vai trò mục tử của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của dân người. Thiên Chúa cũng đã dùng các mục tử để thay người chăm sóc đàn chiên. Cựu ước cũng loan báo về một ngày, Thiên Chúa sẽ quy tụ đàn chiên của người qua vị mục tử Vị mục tử đó được Thiên Chúa mặc khải trong tên ước Chính là Đức giê -xu, Vị mục tử tốt lành hy sinh để đàn chiên được sống Ở đầu chương 10 tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa giê -xu đã dùng hình ảnh quen thuộc này Mục tử và đàn chiên Để diễn tả mối liên hệ của người đối với nhân loại Và sứ vụ cứu độ của người Chúa Giêsu dùng hình ảnh mục tử và đàn chiên để diễn tả mối liên hệ gắn bó của người và mỗi con người. Người là người hướng dẫn để chúng ta không sai đường lạc lối, là thầy dạy dỗ, là bạn chia sẻ, là gương mẫu cho chúng ta noi theo, nhưng trên hết, người là đấng cứu độ chúng ta, chỉ có người có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. Trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nhấn mạnh Chiên của ta thì nghe tiếng ta, theo ta và ta sẽ ban cho chúng sự sống đời đời. Để nghe tiếng chủ chiên, trước hết các con chiên phải nhận ra tiếng người. Chắc chắn không phải chỉ có chủ chiên gọi chiên, nhưng còn có những chủ chăn giả mạo, những người chỉ muốn lợi lộc từ đàn chiên, họ đến để cướp những con chiên bởi thế đàn chiên phải rất quen thuộc với chủ của mình cũng như người chủ phải tạo được sự tin tưởng để đàn chiên nhận ra đây là chủ của mình để nghe tiếng chủ các kỳ tơ hữu chúng ta là những con chiên trong đàn chiên của chúa để được sự sống chúng ta phải lắng nghe tiếng chúa không phải chỉ nghe cách hời hợt nhưng cần lắng nghe để có thể biết người thật sự và từ đó có thể đi theo người cách hoàn toàn khi Chúa Giêsu giảng dạy giữa người Do Thái, có những người nghe và nhận ra tiếng Chúa, nhưng có những người nghe nhưng không nhận ra người. Họ không tin những lời Chúa dạy, họ không nhận ra Chúa qua những việc người làm. Nhiều người bị bao vây trong những định kiến về nguồn gốc xuất thân của Chúa Giêsu, con bác thợ mộc du xe, nên những gì họ thấy, những gì họ nghe vẫn không đủ để mở tay họ, để mở mắt họ, để mở lòng họ đón nhận và tin vào Chúa cuộc sống của chúng ta đã được Chúa Kitô vì một tử hiến mạng sống để cứu chuộc sẽ không bị hư mất, không bị đe dọa. Không có gì có thể cướp chúng ta ra khỏi đôi tay từ ái, dịu dàng, yêu thương của người. Nếu chúng ta có lạc bước, hãy tin tưởng rằng Chúa vẫn luôn tìm kiếm chúng ta. Đừng sợ hãi quay về trong vòng tay yêu thương của người. Người vẫn ban cho chúng ta sự sống tràn đầy nơi bàn tiệc thánh thể. Ở đó chúng ta được nuôi dưỡng và được trở nên một với mục tử Kitô. Chủ nhật tuần thứ tư phục sinh cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến. Xin Chúa ban cho nhiều người nam nữ nghe được tiếng Chúa mời gọi, bước đi theo người, dâng hiến cuộc đời để trở nên đôi tay của Chúa chăm sóc cho đoàn chiên của người xin chúa ban cho các vị mục tử biết theo gương chúa sẵn sàng hy sinh vì đàn chiên biết nâng đỡ hướng dẫn đàn chiên bằng sự khôn ngoan thánh thiện xin cho giáo hội có nhiều mục tử có mùi chiên như đức thánh cha francisco đã nói nghĩa là những mục tử gần gũi yêu thương và sẵn sàng vì đàn chiên chúng ta cũng không quên các mục tử cần sự nâng đỡ cộng tác của giáo dân để có thể tạo nên một đàn chiên hợp nhất và phát triển, như Đức Thánh Cha đã nói trong chuyến viếng thăm Bulgaria vừa qua. Một cộng đoàn sinh động là cộng đoàn nâng đỡ, đồng hành, hội nhập và làm cho nhau được phong phú, không bao giờ chia rẽ, nhưng đoàn kết, trong đó mỗi người học cách trở nên một dấu chỉ và là phúc lành của Chúa cho những người khác. Một linh mục mà không có dân thì mất đi canh tính của mình. Và một cộng đồng dân chúng không thể tăng trưởng biệt lập mà không có các linh mục của mình. Sự đoàn kết giữa linh mục là người nâng đỡ và tranh đấu cho dân của mình, và dân nâng đỡ và tranh đấu cho các linh mục. Mỗi người dấn thân cho người khác, không ai trong chúng ta có thể chỉ sống cho mình, nhưng chúng ta sống cho tha nhân xin cho mỗi người giáo dân cũng ý thức vai trò và bổn phận của mình trong việc khuyến khích, nâng đỡ và phát triển ơn gọi. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tiểu sử các thánh tử đạo: Andre tường, Vinh Xuân tương, Đa Minh Mạo, Đa Minh Nhi, Đa Minh Nguyên và Phêrô Đa. cuộc đời năm vị tử đạo an tường vinh sơn tương đa minh mạo đa minh nhi và đa minh nguyên tưởng như đã được trình bày cụ thể trong thư gửi giáo đoàn do thái có những người vì đức tin bị căng nọc bị đánh đòn họ đã từ khước giải thoát ngõ hầu được hưởng sự sống hoàn hảo hơn có những người chịu thử thách chịu sự sỉ nhục chịu đòn vọt họ còn bị xiềng xích và tù ngục họ bị ném đá bị cư xẻ, bị thiêu đốt, bị hành hạ. Hết thảy những người đó đã được Thiên Chúa chứng giám nhờ đức tin. Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chứa chỉ phân xác, năm giáo hữu đồng hương này đã đồng lao cộng khổ để cuối cùng đồng vinh quang trên nước trời. Thiên Chúa đã chứng giám cho niềm tin của họ. Dưới thời vua tự đức, xứ lục thủy tỉnh Nam Định giáo phận trung đàng ngoài, có 13 họ đạo nằm trong chín làng xã. Do đó, làng Ngọc Cục bao gồm hai họ đạo, Ngọc Cục và Phú Yêu. Ba ông Andre Tường, Vinh Sơn Tương và Đa Minh Nguyễn Đức Mạo thuộc họ Phú Yêu. Andre Tường sinh năm 1812 và Vinh Sơn Tương sinh năm 1814 là hai anh em ruột. Ông Tường tuy thua anh 2 tuổi nhưng đã giữ chức chánh tổng còn Đa Minh Nguyễn Đức Mạo, sinh năm 1818, khi bị bắt ông mới 44 tuổi và làm hương quản lo an ninh trật tự trong làng. Hai ông Đa Minh Nguyên và Đa Minh Nhi thuộc họ Ngọc Cục. Ông Đa Minh Nguyên sinh năm 1800, khi bị bắt ông đang làm chánh trương sứ Lục Thủy. Con trai ông là Đa Minh Trình, 35 tuổi cũng bị bắt và tử đạo sau ông một ngày còn Đa Minh Nhi, người trẻ nhất trong nhóm, sinh năm 1822. Năm ông đều đã lập gia đình, đều là những tín hữu nông gia khá giả và tốt bụng, nên được dân làng rất kính lễ tôn trọng. Riêng Đa Minh Nguyên nhờ có nghề thuốc nên có nhiều cơ hội thực thi đức bác ái và ngay cả với những anh em ngoại giáo trong vùng. Không rõ trước khi bị bắt, các ông có thân thiết với nhau không? nhưng với một số điểm tương đồng trên, các ông đã là những đối tượng đầu tiên được lưu ý khi chiếu chỉ phân xác được áp dụng tại làng Ngọc Cục. Chiếu chỉ phân xác do vua tự đức ban hành ngày 5 tháng 5 năm 1861 gồm 5 nội dung chính. Phân tán các làng công giáo, sáp nhập họ vào các làng ngoại giáo, tịch thu tài sản ruộng nương, thích tự hai bên má những người theo đạo, rồi giao cho lương dân quản thúc. Trong bối cảnh đó, năm ông đã bị bắt ngày 14 tháng 9 năm 1861. Quan phủ Xuân Trường ra lệnh ép các ông phải trà đạp thánh giá, nhưng các môn đệ Chúa Kitô đã khẳng khái biểu lộ niềm tin của mình, cương quyết khước từ hành vi chối đạo xúc phạm đến Chúa. Thế là quan giận dữ Đày các ông sang làng Bạch Cúc, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, Tiếp theo là 7 tháng rưỡi bị giam cầm, cổ băng gông, chân tay bị xiềng xích, bị đánh đòn nhiều lần dã man. Nhưng năm vị anh hùng vẫn kiên trung với đạo chúa. Cũng theo chiếu chỉ phân sáp này, quân lính dùng dùi sắt nung đỏ khắc chữ trên mặt các chứng nhân của chúa. Một bên má là chữ tả đạo, bên kia là tên làng xã. Nói sao cho hết nỗi tủi nhục đau đớn của các ông. Đau vì nhức nhối khủng khiếp và vết phòng trên mặt lâu ngày mới khỏi nhục vì phải trình bày cho mọi người thấy dấu hiệu chế diễu khinh mạn niềm tin đạo giáo. Nhưng tất cả các ông nhẫn nại chịu đựng, miễn tấm lòng vẫn trung thành với đức tin chân chính. Để kín múc ơn trợ lực của Thiên Chúa, hàng ngày các ông quây quần bên nhau cầu nguyện, đọc kinh mân côi, cùng nhau dâng lên Chúa lời tuyên xưng tuyệt đối của mình vào bàn tay quan phòng và phó dâng đời mình cho thánh ý Ngài. Có thể nói, chính nhờ những lời nguyện sốt sắng phát xuất từ tận đáy lòng, các ông đã tìm được nghị lực và can đảm, lướt thắng mọi gian nan thử thách. Ngoài ra, các ông còn giúp nhau sám hối những lỗi lầm và tự nguyện hãm mình bằng chay tịnh mỗi tuần ba ngày để đón chờ hồng phúc từ đạo. Trong bức thư đề ngày mùng 2 tháng 8 năm 1862, linh mục Esteves Nam đã trình bày cơn sốt bắt đạo tại Nam Định như sau. Trong tỉnh Nam Định, người công giáo bị đuổi khỏi nhà, quân lính chói từng năm người một họ chỉ được đem theo mấy nắm gạo đủ ăn chừng hai ngày. Có 300 giáo hữu đang bị giam, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân ra lệnh cấm tiếp tế lương thực, và chỉ mấy ngày sau, 240 người gục chết, những người còn lại hấp hối chờ chết. Ngày 18 tháng 5 năm 1862, ông ra lệnh chém 21 người, ngày 22 chém 43 người, ngày 26 chém 67 người. Ngày 30 tháng 5, ông tuyên trói 112 người buông thả sông, rồi hôm sau đến lượt 112 người khác. Việc làm của Tổng đốc được các quan phủ huyện noi theo. Người công giáo phải chết hàng trăm, kẻ bị chém, người bị thiêu sinh trong ngục. Hoặc có ai tháo chạy được ra ngoài thì cũng bị lý hình đâm gươm dí họ vào lửa cho đến chết. Có lần, 150 người bị xử một lúc. Lý hình vì không thành thạo, chém đi chém lại, chỉ giết được 20 người. Số còn lại, lính đẩy xuống sông. Nhưng sông lại nhỏ, một số người sống sót lội vào bờ, quân lính tóm bắt, rồi cứ hai người một buộc vào nhau ném xuống giếng sâu cho chết cả. Riêng với năm chiến sĩ Đức Tin, An Rê Tường, Vinh Sơn Tương, Đa Minh Mạo, Đa Minh Nguyên và Đa Minh Nhi, quan vẫn còn nhân nhượng. Ngày 15 tháng 6 năm 1862, quan liền sai lính trói cả năm ông đem ra phơi nắng suốt cả ngày, không cho ăn uống. Sáng hôm sau, quan đổi chiến thuật, lấy lời ngon ngọt dụ dỗ các ông chối đạo, Mặc dù đói khát và mệt lả, ông Đa Minh Mạo đại diện cho anh em khẳng khái trả lời. Sao quan lại rủ dỗ chúng tôi như vậy? Chắc quan tưởng chúng tôi là con nít khiếp sợ đau đớn, nên quan khuyên rủ chúng tôi xúc phạm Thiên Chúa ư. Nếu trả đạp thánh giá để khỏi bị bắt và bị đánh đập, thì chúng tôi đã làm ngay ở quê làng của chúng tôi rồi. Dại gì phải trải qua biết bao cực khổ nơi đây. Bây giờ, quan cứ làm gì theo ý quan, chúng tôi không bao giờ bỏ đạo đâu tức giận trước những lời trên, quan lệnh truyền xử tử ngay tức khắc năm vị tôi tớ kiên trung của Chúa. Quân lính điệu các ông ra pháp trường Bạch Cốc, tỉnh Nam Định. Các chứng nhân đức tin vui mừng phó thác linh hồn trong tay Chúa, cầu xin Ngài ban cho đủ sức mạnh chiến thắng cơn thử thách cuối cùng. Quả thật, các ông đã tỏ ra can đảm phi thường. Ngoài ông Đa Minh Nhi, cả bốn vị kia đều yêu cầu lý hình. Thay vì chém đầu một nhát, thì xin họ chém ba nhát để các ông tỏ lòng kính Chúa Ba Ngôi. Hôm đó là ngày 16 tháng 6 năm 1862, thi thể năm anh hùng tử đạo tuẫn giáo được gia đình và các bạn hữu chôn ngay nơi tử đạo. Năm sau thì cải táng về nhà thờ họ ở quê làng. Thánh Feroda là vị tử đạo cuối cùng trong 117 vị chứng nhân đức tin tại Việt Nam đã được Giáo hội Tôn Vinh cái chết của ngài chấm dứt một giai đoạn cam go và khai mạc một giai đoạn thanh bình mới của Giáo hội Việt Nam. Tuy chỉ là một tín hữu tầm thường thiếu học, sinh trưởng trong một gia đình lao động nghèo khó, nhưng lòng dũng cảm và đức tin kiên vững của ông Thợ Mộc Feroda không thua gì các vị mục tử của mình, chấp nhận hy sinh trọn vẹn, kể cả chính mạng sống để giữ lòng trung tín với Đức Kitô. Feroda chào đời khoảng năm 1802 trong một gia đình lao động tại làng Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung Đàn Ngoài. Thân phụ cậu là một ký tơ hữu, nhưng thân mẫu lại là một người ngoại giáo. Tuy thế, cậu Đa đã được đón nhận bí tích rửa tội ngay từ nhỏ và được giáo dục chu đáo trong niềm tin Kitô. Ông Feroda theo nghề thợ mộc và đã lập gia đình. Ông là một gia trưởng gương mẫu, lưu tâm san sóc con cái và hướng dẫn chúng bằng chính đời sống thánh thiện của mình. Đàn khác, ông rất nhiệt tình với việc chung và nhận làm ông từ phụ trách kéo chuông và dọn đồ lễ tại thánh đường giáo xứ. Sau chiếu chỉ phân xác, ông Feroda bị bắt vào khoảng 60 tuổi và bị giải về phủ Xuân Trường với nhiều Kitô hữu khác. Sau 6 ngày bị giam, ông được giải đến Quá Linh Tại đây, ông chịu nhiều cuộc tra tấn dã man và nhiều khổ hình kinh kiếp. Nhưng vị anh hùng luôn biển trí chịu đựng, không than van và nhất định không bước qua thánh giá. Khi biết chắc không thể làm khuất phục, quan liền kết án thiêu sinh ông Feroda cùng với một số chứng nhân đức tin khác. Ngày 17 tháng 6 năm 1862, vị tôi tớ trung kiên Feroda bị dẫn đến nơi xử án. Trên đường đi, ông biểu lộ nét hân hoan vui mừng ông bình thản cầu nguyện và phó dương mọi sự trong tay quan phòng của chúa. Đồng thời, ông cấn xin chúa cho mình đủ can đảm chiến thắng cực hình sau cùng vì danh thầy chí thánh. Khi ngọn lửa thiêu đốt sắp tàn, quân lính thấy ông hình như vẫn còn sống, liền vung đao chém bay đầu vị tử đạo. Thế là thánh Feroda, người giáo hữu kiên cường bất khuất, có thể nói đã hy sinh vì chân lý bất diệt đến hai lần, vừa bị thiêu đốt, vừa bị chém đầu. Thi hài của người tôi Trung Đức Kitô được giáo hữu chôn ngay tại pháp trường. Năm sau, giáo hữu cải lại về an táng tại quê nhà. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Trung quanh kết quả của ủy ban nghiên cứu về các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai. Quý thính giả thân mến, trong cuộc họp báo dài 27 phút của Đức Thánh Cha chiều tối ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 5, trên máy bay từ thành Skopje, thủ đô Bắc Macedonia về Roma, Ngài đã trả lời bốn câu hỏi của giới báo chí về cuộc viếng thăm vừa qua tại Bulgari và Bắc Macedonia. Trong số này được dư luận để ý hơn cả là câu trả lời của Ngài về Ủy ban Nghiên cứu do chính Ngài thành lập cách đây 2 năm để tìm hiểu xem các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai có phải là những người có thánh chức như nam giới hay không. Ký giả Joshua McKenzie của báo Phóng viên Công giáo Quốc gia National Catholic Report ở Mỹ hỏi, Kính thưa Đức Thánh Cha, Tại Bulgaria, Ngài đã viếng thăm một giáo hội chính thống, đã tiếp tục truyền thống lâu dài truyền chức cho các nữ phó tế để công bố tin mừng. Trong vài ngày nữa, Đức Thánh Cha sẽ gặp Liên Hiệp Quốc tế các nữ bề trên tổng quyền. Hiệp hội này cách đây 3 năm đã xin Đức Thánh Cha lập một ủy ban nghiên cứu về lịch sử các nữ phó tế. Đức Thánh Cha có thể cho chúng con biết Ngài đã học được điều gì từ Ủy ban nghiên cứu về sứ vụ của phụ nữ trong những năm đầu của giáo hội và Đức Thánh Cha có đưa ra quyết định nào không? Đức Thánh Cha đáp một ủy ban được thành lập và đã làm việc trong gần hai năm họ rất khác biệt thuộc các xu hướng khác nhau tất cả nghĩ khác nhau nhưng họ đã làm việc với nhau và đồng ý với nhau về một điểm nào đó nhưng rồi mỗi người có cái nhìn riêng không hòa hợp với quan điểm của những người khác và họ dừng lại ở đó như một ủy ban và mỗi người đang nghiên cứu thêm về chức phó tế phụ nữ có một cách thức quan niệm không giống như chức phó tế của nam giới. Ví dụ, theo Ủy ban, những công thức truyền chức phó tế phụ nữ người ta tìm được cho đến nay không giống như cách thức truyền chức phó tế cho nam giới. Và đúng hơn, nó giống như lễ chúc phong nữ viện mẫu của một đan viện như ngày nay. Đó là kết quả nghiên cứu của một vài thành viên ủy ban. Một số thành viên khác thì nói không phải như vậy. Họ bảo đó là công thức truyền chức phó tế và họ thảo luận với nhau nhưng không rõ. Có những nữ phó tế ban đầu nhưng đó có phải là bí tích truyền chức hay không? Và điều người ta tranh luận không rõ. Họ nói đúng vậy, các nữ phó tế giúp trong phụng vụ rửa tội vì việc rửa tội ngày xưa là bằng cách dì mình trong nước. Khi một phụ nữ chịu phép rửa tội thì các nữ phó tế giúp đỡ họ cả trong việc sức dầu trên cơ thể phụ nữ tân tòng. Và cũng có văn kiện nói rằng các nữ phó tế được Đức Giám Mục gọi đến để trợ giúp Ngài khi có những cãi lộn trong hôn nhân để tiến tới việc tháo hôn phối hoặc là ly dị hay là ly thân. Khi một bà vợ cáo buộc chồng mình đã đánh đập mình, thì các nữ phó tế được Đức Giám Mục phái tới để kiểm chứng cơ thể của bà vợ ấy xem có những vết bầm tím hay không, và họ cứu xét những điều đó để phân xử đó là những điều tôi nhớ được nhưng điều căn bản là không có sự chắc chắn theo đó việc truyền chức cho phụ nữ có hình thức và mục đích giống như truyền chức cho nam phó tế một số người nói có sự nghi ngờ về điều đó nhưng chúng ta cứ tiếp tục nghiên cứu tôi không sợ nghiên cứu nhưng cho đến mức độ hiện nay thì việc nghiên cứu đó không có kết quả một điều lạ là tại những miền có các nữ phó tế hầu như luôn luôn là cùng một miền địa lý, nhất là Syria và tại các miền khác thì không có gì cả. Đó là tất cả những điều tôi đã nhận được từ ban nghiên cứu, mỗi người tiếp tục nghiên cứu và họ đã làm một công việc tốt vì đạt tới những điểm chung tới mức độ nào đó. Và điều này có thể giúp tạo nên một cái đà để tiến bước nghiên cứu để mang lại một câu trả lời chung kết có chức phó tế phụ nữ hay không như một bí tích. Đức Thánh Cha không nói sau buổi ban do Ngài thành lập bị bế tắc do bất đồng với nhau, vậy đâu là giai đoạn kế tiếp về vấn đề chức phó tế của nữ giới. Ký giả Gerard O'Connell của báo Phóng viên Công giáo Quốc gia có khuyên hướng cấp tiến ở Mỹ nhắc lại rằng có hai thành viên ủy ban nghiên cứu do Đức Thánh Cha thiết lập để tìm hiểu về chức phó tế phụ nữ là bà Phyllis Zagano, giáo sư môn tôn giáo ở Đại học Hofstra và cha Bernard Pochier dòng tên giáo sư Học viện Thần học ở Brussels bên Bỉ đã nói với báo America của dòng tên ở Hoa Kỳ cũng thuộc xu hướng cấp tiến rằng họ không thể bình luận về những kết quả nghiên cứu của Ủy ban, nhưng họ cho biết là theo những nghiên cứu của họ thì các nữ phó tế đã phục vụ tại Âu Châu trong khoảng 1.000 năm trong các vai trò thừa tác viên và bí tích khác nhau họ sức giàu cho các nữ bệnh nhân và mang mình thánh chúa cho người bệnh. Họ cũng tham gia việc ban phép rửa tội, làm quản lý và ít nhất có một vụ họ tham gia vào việc giải hôn phối. Bà Zagano nói, có truyền chức cho phụ nữ và bằng cớ rất hay là sự kiện các lễ nghi truyền chức mà chúng tôi khám phá cho nữ phó tế giống như lễ nghi chuyển chức cho nam phó tế. Cha Poche thì cho biết là cha có thể tìm được bằng chứng vững mạnh về các nữ phó tế trong sử sách của giáo hội và trong lịch sử, nhưng không phải mọi nơi đều có vì đây là một sự chọn lựa của giáo mục địa phương. Những lời tuyên bố trên đây của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo nói trên có lẽ sẽ làm cho nhiều người ở Đức và Áo thất vọng vì trong những tháng qua có những nữ bề trên hoặc là viện mẫu của các đan viện lên tiếng kêu gọi tòa thánh cho phép truyền chức thánh cho nữ giới, đứng trước tình trạng những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do các nam giáo sĩ gây ra. Cũng nên nhắc lại rằng cách đây 16 năm, tức là vào năm 2003, dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Ủy ban Thần học Quốc tế gồm 30 chuyên gia tên tuổi đã nghiên cứu và công bố văn kiện tựa đề chức phó tế, tiến hóa và các viễn tượng. Qua đó, Ủy ban đi tới kết luận rằng không có những bằng chứng về việc chức phó tế phụ nữ trong giáo hội sơ khai là một chức thánh và là một bí tích như trường hợp các phó tế nam giới. Nhưng các phụ nữ ấy giữ các vai trò như Đức Thánh Cha Phan đã nhắc đến trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 5 vừa qua, tức là họ giúp kiểm chứng về phụ nữ, sức giàu cho các phụ nữ rửa tội theo nghi thức dìm mình, vân vân trước khi kết thúc chương trình kính mời quý vị nghe bài thánh ca chúa đã sống lại rồi sáng tác của linh mục thành tâm do như mai trình bày nên người vì thương chúng ta sống kiếp con người làm lũ hy sinh chiến thắng khai hòa quê uy cõi chết thiên chúa chúng ta vững sinh cùng nhau ta hát thù Chúa đã sống lại vui vầy Người ơi theo lên tình ca phục sinh Alleluia Đồng thanh ta hát cùng hát Chúa đã phục sinh quang về Chúa ta thương ta Người đã hiến tình Điện đường trong sáng nên thơ chúa đã sống lại vì thương anh đó thôi hãy vui lên người ơi cùng nhau ta hát thôi chúa đã sống lại Halleluja. xin Alleluia đồng thanh ta hát thung hát Chúa đã phục sinh con làm ví Chúa ta thấu đã người đã hiến vì Sau đây chúng tôi xin lược thuộc các tin chính đã loan. Roma, lúc 7 giờ tối thứ Năm mùng 9 tháng 5, tại đền thờ Thánh Doan Laterano, Đức Thánh Cha gặp các thành phần dân chúa của giáo phận Roma là giáo phận của Ngài. Chủ đề của lần gặp này là ký ức và hòa giải. Vatican, Lúc 11 giờ ngày mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 900 tham dự viên hội nghị toàn thể lần thứ 21 Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ. Vatican, sáng mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha gặp các thành viên Quỹ Giáo hoàng trong chuyến hành hương Roma. Đức Thánh Cha cảm ơn quỹ trong những năm qua đã đóng góp nhiều cho việc thúc đẩy tình huynh đệ và hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. tua Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.